giờ đạp luôn đó chị. Bye bye. Cậu ơi, tụi con về nha. Rồi, né thằng Lưng, thằng Lưng. Nghỉ quay luôn đi, thằng Lưng. Thì hôm nay thì có nhân viên để trở về Bình Dương mà gặp được chị Ngọc Quỳnh thì quay bãi bỏ mất họ. Dạ ba chị, chúc chị luôn sức khỏe như chị Ngọc Quyền. Có hai chú một câu á, nãy giờ cứ đi quanh quẩn đây không à quý vị. Đó, nãy giờ cứ đi quanh quẩn đây không à. Đó, giờ đi vô nè, hồi nãy đuổi chạy ra rồi giờ quanh vô nữa nè quý vị. Thường thường bồ câu thấy người ta là sợ lắm á, còn này bồ câu quý vị thấy không, nó đi rất là tự nhiên luôn. Đó quý vị thấy không, đi rất là tự nhiên luôn, ung dung tự tại luôn. Mà mấy hai bồ câu này hôm trước mà khi mà đào cái khu huyệt đúng không, làm đi từ xa nó đã thấy tôi, nó đã bay rồi đó, mà sao là hồi sáng giờ nó cứ quanh quẩn ở đây hoài nè, như lại cũng đuổi đi mấy lần rồi đó, sáng giờ luôn hả? Sáng giờ cũng quanh quẩn đây, sáng giờ quanh quẩn đây nè. Có nhiều người nói là như gãi muối gạo gì đó, thật sự ở đây không có muối gạo gì hết á, ở đây đâu có muối gạo gì đâu, này quanh quẩn nè đó. Đâu mình vô ghĩa mấy cái bông ta, mình đi vòng vòng qua mấy anh kia thử coi. Hay là nó ghĩa mấy cái bông, nó đòi ấm, nó kiếm đòi ấm, nó ghĩa bông. Chứ thường hôm trước mà cái trước khi nó không bay, và mấy hôm trước mà khi đạo con huyệt là nó đi xa nó đã bay rồi, hay là đó nó đi nó không bay luôn. Nhưng thường thấy đông người vậy nó bay chứ. Đúng rồi, cái hôm thấy là ở đây nè các anh em đó đi vô nữa kìa, nó quanh quẩn cái ngôi mộ người sĩ Tú Vũ Linh không, sáng giờ ba lần rồi đó. Ngộ không? Không bay luôn. Cái hôm trước ông Phong nhớ hôm trước không? Anh em mình lại cách khoảng mấy trăm mét là nó bay rồi. Nó thấy mình từ xa là nó đã bay rồi. Mà sớm giờ cũng đuổi mấy lần chạy vòng vòng. Mà cứ ấy lay hoài nè. Không biết là có cái vấn đề tâm linh gì ở đây không nha. Chứ nãy giờ là thấy nó cứ đi vòng vòng cái ngôi mộ này không à. Mình chắc đang lại canh gác mộ cho chú. Cái hiện tượng này hơi lạ đó. Tại vì mấy hôm trước nó rất là nhát rồi, nó thấy mình vài trăm mét nó đã bay rồi, mà hôm nay hai sáng giờ nó lại cứ quanh quẩn đây hoài, mình mới thấy lạ chứ. Đi vòng ở đó hồi cũng lại. Đi vòng lúc nãy đi vòng không đi lại nữa. Một tí nữa không bay nha. Đứng cách nhau có 5 mét thôi đó. Đó. Vòng vòng trong khu vực này nè, chứ không. Hai câu này chắc hai chồng quá ha, đi tới lui hoài đi chung không. Có lẽ là vậy. Đi mình đi vòng quanh kia mình quay. Nè đứng đây thấy nè, đó. Hồi lát cũng đi vòng lại nè. Có nghĩa là đi đường cỏ này không sướng nên đi đường gạch. Bồ câu đi theo cặp nè. Cặp hả? Nè thấy không? Nó quay lại nữa nè. Đi cái vòng tròn. Đó đi lại đi vòng vòng trong cái phạm vi ngôi mộ của chú Linh không à. Đi vòng vòng đây không à. Bữa trước là nó thấy tôi với đầu chọc vlog vô là từ xa là nó đã bay rồi. Bữa nay anh em ngồi đông ở đây luôn, đông vậy mà không bay luôn. Hoa viên mà Bình Dương của chị, nơi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa mất, và nơi an nghỉ cuối cùng của ông hiện tại đang là cạnh bên mộ của nghệ sĩ nhân dân cô Thanh Kim Huệ của chị. Và đây là những lẵng hoa, và ở trong đây là nơi an nghỉ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì chồng sẽ xin mời tất cả quý bà anh chị vào bên trong xem
và để lại tưởng nhớ đến một người thần tượng, là cũng như một người ngày xưa hát hay đây những cái lẵng hoa và tên tuổi và dáng đây. Nhiều nghệ sĩ đã đến đây với anh chị những lẵng hoa, thì em mời anh chị vào bên trong đây, nơi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang nằm đây anh chị này. Để đây, để cho cô chú anh chị mình vào đây để mà thắp nén nhang đây, đây nè. Nơi ông đã nằm nghỉ ở đây của anh chị, nghệ sĩ nằm cạnh bên nghệ sĩ nhân dân tha, nghệ sĩ nhân dân Thanh Cung Hoài của anh chị. Về nơi đất Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chọc sẽ chia sẻ về nơi ông đã an nghỉ ở đây anh chị, hoa viên Bình Hòa, đây là lộn hoa viên Bình Dương anh chị. Thì người dân mình lại đây thắp hương rất là nhiều luôn, thì nhang đèn vẫn để đây để mà cho người dân mình lại để mà thắp hương tưởng nhớ một cái người thần tượng và một người hát cải lương đó anh chị. Hát ông là nghệ sĩ tài hoa rất sốc thương, thì sáng nay hàng triệu người, em nói thật chứ hàng triệu người đã đến đây rồi, và hàng triệu người chứ không phải gọi là hàng trăm người đâu. Những cái hoa và những nén nhang của bà con mình thắp từ trưa tới giờ rất là nhiều anh chị, rất là nhiều. Thì em sẽ đi quay những cái mộ kế cận những nghệ sĩ cho quý bà anh chị mình xem luôn. Nghệ sĩ Vũ Linh sẽ nằm kế bên mộ của nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Và em mời anh chị theo chân chọc ha. Dạ, đây là mộ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh 1954, mất năm 2021 của anh chị. Đây là mộ và nằm cạnh bên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của anh chị. Sĩ ưu tú của Linh thì nằm bên đây, còn cô Thanh Như Huệ thì nằm bên đây. Đây là mộ của cô Thanh Huệ. Thì nãy chị Ngọc Huyền và những nghệ sĩ khác lại đây viếng và đưa tiễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, thì có thắp những nén nhang và trái cây cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Cung Huệ anh chị. Thì ở đây rất là nhiều mộ của nghệ sĩ, kế bên nghệ sĩ nhân dân Thanh Cung Huệ đó thì có nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Còn, tức nghệ danh là Tư Còn anh chị. Còn cạnh bên nữa là ngôi mộ Soạn Dạ Nhị Kiều. Soạn Dạ Nhị Kiều, nhũ danh là Quảng Thị Minh Nguyệt ha, sinh năm 1921, quê quán là ở Bến Tre anh chị. Còn cạnh bên là nghệ sĩ Văn Tám của anh chị, ở Ba Chi Bến Tre luôn. Ai ngon thì nhạc sĩ cho ông nhạc sĩ Vinh Sử thì nằm bên đây của anh chị ha, bên kia thì em sẽ qua đây để mà em chia sẻ đến cho quý bà của chúng chị. Ở đây là
Có chị rất là nhiều. Ở đây thì có nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang của anh chị, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì quý anh chị nào biết nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đóng những cái tuồng cái lương cũng rất là hay đúng không anh chị? Đây nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Khu vực Hoa Viên Bình Dương á, thì có rất là nhiều giống như là đi dọn vệ sinh, làm sạch sẽ đó quý anh chị, làm sạch sẽ lại á. Dạ thì em xin mời quý anh chị hãy qua ghé thăm ngôi mộ và tưởng nhớ đến một nhạc sĩ rất là tài ba, rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng là Vinh Sử không chị? Dạ đây là mộ của nhạc sĩ Vinh Sử không bà không chị? Đây nhạc sĩ Vinh Sử nè, như những bài hát mà ca sĩ Ngọc Sơn và tất cả những đánh bóng tên tuổi, rất là nhiều những cái tên tuổi như ca sĩ đình nổi tiếng của anh chị, như là Nhẫn Cỏ Cho Em, Không Bao Giờ Quên, Đêm Đăng Thang, Gõ Cửa Trái Tim, Nhành Cây Trứng Cá và Chiều Nước Lũ, Yêu Người Trung Quách. Đó là những ca khúc mà đi vào lòng người, và những ca khúc đó đã những ca sĩ hát đã rất là nổi tiếng luôn anh chị, rất là nổi tiếng luôn. Dạ cạnh bên là có nhà thơ nha anh chị, và nhà thơ Ngô Anh Chương đó. Thì ở đây quý anh chị, Hoa Viên này hình như là 5 giờ sẽ đóng cửa, cho nên là chọc cũng không có được ở đây lâu, không được ở đây lâu đâu, để mà chia sẻ của anh chị. Rất nhiều anh em ở đây cũng muốn chia sẻ về tăng lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Em đi hỏi mệt.